Hello anh em có thấy điều khác biệt gì ở đây không? Đó chính là hôm nay mình đã chuyển cái bể đi. Và hôm nay mình đã phải lau lại toàn bộ cái này. Tại vì mình lúc mà mình để cái bể ở đây á, thì mình không dọn dẹp được, mình không lau được cái kính đằng sau này. Và nó bẩn quá. Và mình trông rất là ngứa mắt, cho nên là mình đã quyết định chuyển đi rồi. Cái bể, cái chỗ này của mình dài vãi luôn. Đây, đây. Và mình đã chuyển cái bể lên trên nhà. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên mái. Đây, mình đã chuyển mấy cái bể lên đây. Và phải nói là mệt vãi cả cứt luôn anh em ạ. Hôm nay mình mệt vãi cả đái luôn. Nào dọn, quét dọn cả ngày. Đây mình đã chuyển tạm lên trên này. Và chính thức là mình sẽ cho em Tegu ở hẳn trên này luôn. Và hiện tại là mình đang suy nghĩ là không biết là tí nữa phải nhốt con Tegu ở đâu. Tại vì bẩn quá, mình chưa rửa được. Mình mới bơm nước vào thôi và chưa rửa được. Còn đây là mấy chuồng LG mình cũng bê cả lên trên này. Này phải là cứt. Đây, mấy con giống Úc đang nằm ở đây. Chưa dọn được anh em ơi. Và bây giờ mình còn chưa biết là con Tegu của mình vứt trên này nó ở đâu cơ. Mình tìm lại được cái mình đã tìm lại được cái đồ dắt bò sát đi dạo. Đây, để tạm đã. Đây là khu vực bể bơi của con mình hai ngày hôm nay. Và mình đang mệt vãi cả cứt luôn. Mệt quá. Hôm nay mình dọn dẹp xong mới lại bắt đầu phòng dịch ở nhà. Tức là bắt đầu đang trong chế độ nghỉ thất nghiệp dịch. Cho nên là mình cũng đang chưa được, không tê gu đâu nhỉ. Mình cũng đang bắt đầu chế độ tập luyện một tí cho nó giảm béo. Dọn lên thế này này. Đâu nhỉ, đang quay không bật được cái flash lên để mình xem nó có ở đằng sau đây không, vì là mấy lần nó chui ra đằng sau rồi anh em ạ. Ôi chết mẹ, đâu nhỉ? À đây đây đây, thấy cái đuôi của nó anh em ơi. Fuck, đéo không hiểu kiểu gì con này. Anh em ơi, mình đặt máy xuống một tí, mình phải lôi nó lại đây. Con này thì nó là bét chui rúc rồi. Đây. Đi. Ra đây xem nào. Nỡ dẫm vào đuôi nó. Và thật ra hôm nay mình đã phát hiện ra một cái chỗ. Nào, em yên. Đây, mình đang phát hiện được một chỗ nuôi pet. Đây. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây, chỗ này mà nuôi thì nó là đỉnh cao chưa. Bây giờ làm sao với chỗ này nhỉ? Chỗ này bây giờ nếu mà có điều kiện bắn một cái lan can kính lên, chạy đúng theo như này, đúng không anh em? Là nuôi nó ở dưới này luôn. Thế cho nó chất. Đây là cái mái đua ở nhà mình. Đây, sân dưới này. Đây là mái đua. Thằng này chắc đang buồn ngủ anh em ạ. Mà. Ta mệt quá. Ấy thì chắc là bây giờ tạm thời mình sẽ phải cho con Tegu để đi xuống nhà và cho vào cái chuồng trong phòng. Chuồng to trong phòng. Không còn cách nào khác anh em ạ. Đây. Ôi trời. Ngày mai ngày kia mình sẽ dọn sạch sẽ trên này, gọn gàng, sắp xếp lại hết. Đương nhiên là cái bể bơi này thì tạm thời mình vẫn phải để đây. Mình cũng đang nghiên cứu là mình chuyển cái bể bơi của mình, là mình dựng ra đằng sau đây. Đấy, nhưng mà mình đang suy nghĩ nếu mà dựng ra sau này mà để ngoài trời nắng nó vào cái phao này đấy, nó rất là nhanh hỏng phao. Thế nhưng tại vì sao mình muốn chuyển về đây? Tại vì cái chỗ này nó khuất gió. Con mình nó bơi ở cái chỗ này này,
buổi chiều đến tầm 3-4-5 giờ trên này thì mình đã cho anh em biết đấy, là trên này nó rất là gió, trên là gần như là bơi ở chỗ này rất là rét. Con mình nó cứ bơi một lúc mà nó rét à, bể 3 mét đấy, to vãi. Thì mình đang tính cho đây, cho chỗ này rất là kín gió mà nó rất là đấy. Cái chỗ này mình cũng đang tính là mấy hôm nữa khi mà mình xây cái tường bao ở ngoài thì mình sẽ bảo thợ lên đây xây cái bờ thành này lên đó, sau đó làm cái cửa ở đây và mình sẽ nuôi con tegu cố định ở trên này, tức là mình sẽ nuôi cố định vào cái mùa hè này ở trên này, sẽ làm cho nó một cái nhà để nó chui nó trú, còn đâu sẽ nuôi cố định trong này nó không trèo ra ngoài anh em ạ. Đấy, chắc là ngày mai hoặc ngày kia mình sau khi mình dọn dẹp xong mình sẽ cho anh em xem cái không gian ở trên này, còn tạm thời bây giờ là mình chịu rồi, hôm nay mình mệt quá rồi. Đấy, con này nó đã bò ra kia rồi kìa, thôi bây giờ tạm thời mình sẽ phải bê nó xuống dưới nhà trèo ra ngoài đây. Chỗ này thì rất là cao, bờ thành này nó đến hông mình cơ anh em ạ. Chỗ này nó rơi vào tầm 1 mét hơn, 1m2. Nhưng chỗ này thì nếu mà con này nó bò ra ngoài sẽ rơi đến đất ngay. Thôi rồi, bây giờ đi xuống nhà. Đi. Quá là vất vả. Hôm nay mình đã cho nó ăn ăn thịt gà rồi. Giờ hôm nay anh lau tha cầu thang sạch sẽ vợ, ghê không, dọn dẹp quá mệt luôn, người đàn ông như anh phải xứng đáng có hai vợ em ạ. Đây anh em ơi, mệt vãi cả cứt luôn, thôi chưa thời gian dọn, tạm thời sẽ cho nó vào cái chuồng này. Nó bò. Cái chuồng này của mình thì không hề bé anh em nhé, chuồng này của mình nó đang là 1m 1m 1 mét ngang. Ui. Thở như bò. Đây anh em ơi, nói chung là vẫn là thoải mái và rộng rãi. Mình sẽ bỏ hết những hoa này ra. Hôm trước là mình không có chỗ để, mình cứ vứt tạm vào đây. Đấy, rộng rãi mà, thoải mái. Mấy cái chuồng này thì tạm thời chưa dọn được, mệt quá. Đây, tan hoang. Thôi để hôm nào dọn xong thì tính sau. Dọn được cái bể đi một cái là chỗ này nó sạch sẽ. Chỗ này ngày xưa lúc mà mình xây nhà là mình mục đích của mình là để mình lên trên này mình ngồi. Đấy, mình ngồi trên này, mình chill trên này. Nhưng mà từ lúc đặt cái bể vào đây một cái là nó bí thì gì, thôi quyết định đưa lên trên nhà cái mùa hè này để trả lại cái chỗ này, mấy nữa mình để cây cảnh vào đây. Ok, thôi bye bye anh em. Chuyên mục hôm nay không có gì đặc sắc, hơi xàm xí tí, anh em thông cảm. Bye bye anh em nhé.